Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna HD8600F, là chiếc máy phát điện có động cơ và đầu phát, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, thiết kế với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp, được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Về thông số kỹ thuật của máy, máy sử dụng động cơ diesel 4 thì có công suất cực đại là 7 kW, công suất hoạt động liên tục là 6.5 kW, cung cấp nguồn điện 220V 50Hz, có thể cung cấp nguồn điện cho các thiết bị của nhà xưởng, cửa hàng hoặc là thiết bị điện dân dụng của gia đình. Máy có bình chứa nhiên liệu là 30 lít, sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Bình chứa nhớt có dung tích là 1,65 lít. Trọng lượng của máy là 178 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Về đặc điểm của máy, bên ngoài của máy được phủ một lớp sơn hóa chất và sơn tĩnh điện, chống oxy hóa và các tác động đến từ môi trường. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển được đặt ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện hơn cho việc điều khiển trong quá trình vận hành. Trên bảng điều khiển là công tắc đề nổ. Màn hình LCD hiển thị điện áp. Công tắc của nguồn điện xe chiều. Đầu ra của nguồn điện xe chiều. Đầu ra của nguồn điện một chiều 12V. Đầu nối dây tiếp địa, đèn cảnh báo nhớt. Phía bên trong của máy được thiết kế lớp vỏ cách nhiệt với tấm xốp và thép dày chống tối đa độ ồn của máy. Ngoài ra hai bên máy còn thiết kế quạt làm mát giúp cho máy được vận hành ổn định hơn. Đây là bình ắc quy của máy. Bình ắc quy được gắn với hệ thống đai ốc rất là chắc chắn, chống rung lắc trong quá trình vận hành. Ngoài ra, chiếc máy phát điện Husqvarna HD8600S còn tích hợp bộ điều chỉnh áp tự động AVR và tủ chuyển đổi nguồn ATS. Máy phát điện Husqvarna HD8600S là chiếc máy có độ bền cao, tuy nhiên để máy có thể hoạt động theo thời gian, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu dầu nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Luôn luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong quá trình vận hành. Bảo quản và lắp đặt máy ở vị trí khô ráo thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt. Không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là quá nóng để tránh gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên máy thì hãy khởi động máy 2 tuần một lần để cho máy được hoạt động. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy Husqvarna HD8600S. Trong video lần tới tôi sẽ trực tiếp test chiếc máy này và hướng dẫn các bạn sử dụng máy. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.